Cụ thể, theo thống kê trong 5 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra hơn 12.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.163 người, bị thương 12.171 người. So với cùng kỳ năm 2012, tuy số vụ giảm nhưng lại tăng số người chết là 28 người. Đáng lưu ý, số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong tháng 5 tăng cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương so với tháng trước đó. Cũng theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 32 người chết, 28 người bị thương. Theo đánh giá của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, số người bị chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ, chủ yếu là do các tai nạn đặc biệt nghiêm trọng gây ra. Trong đó có 3 vụ liên quan đến xe khách và xe tải, mà nguyên nhân ban đầu do các lái xe ngủ gật hoặc phóng nhanh vượt ẩu không quan sát. Ngoài ra còn có 3 vụ liên quan đến xe tải và mô tô. Nguyên nhân bước đầu là do xe tải chạy nhanh, thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ, trong khi người điều khiển phương tiện xe máy chạy không đúng phần đường quy định.